Ây yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Ngày hôm nay nhá, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái chế độ được mình cho là một chế độ phải nói là đáng chơi nhất phiên bản OB21 luôn. Có tính giải trí vô cùng là cao. Ui, gì vậy? Đậu xanh thì khi mà mình vừa nhảy xuống thì một thanh niên không biết là làm gì đấy nữa. Ok, tính là tay không solo với Ska thì chắc chắn là bạn ấy sẽ bất lợi rồi. Và khả năng thì rất là khó để có thể ăn được mình thôi. À, làm gì bắn căng thế hả? Thì trong cái chế độ này các bạn sẽ có dây bật, súng dây móc, cũng như là rất là nhiều những cái loại súng nữa mà bình thường khá là hiếm. Ví dụ như AMR hoặc là MGL-140 chẳng hạn này, cũng như là trang bị lựu gạch này, các bạn thấy không ạ? Thì cái chế độ xây và trượt này là một chế độ vô cùng thú vị. Hiện tại thì đã được mở ở server Việt Nam rồi. Các bạn có thể là vào game và trải nghiệm thôi. Mình nhớ không lầm thì cái chế độ này ngày trước đã được Garena Free Fire ra mắt cách đây tầm khoảng là 5 đến 6 tháng trước gì đấy, mình cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà thật sự là chơi cái chế độ này khá là vui. Lần này thì Garena mở lại cái chế độ xây và trượt. Thế như là trong vòng 1 tuần thì phải... Ấy, mấy ngày gần đây thì anh em vẫn luôn hỏi mình là anh ơi, ngày 19 này đúng không nhỉ? Thì có cái sự kiện nhận nhân vật free của Free Fire đúng không? Từ tôi bắn thằng này cái đã. Ui, sao tuổi gì chạy làm sao được? Ui nữa hả? Mày này, ui tuổi gì? Mình khuyên anh em là bạn nào mà chưa có Hasato thì các bạn hãy chọn Hasato. Bạn nào mà nhân vật nữ mà anh em muốn chơi thì các bạn có thể lựa chọn cái con nhân vật Moko. Đó là hai con nhân vật mà mình thấy là rất là đáng để cho anh em lựa chọn nha. Được chưa? Rất là tiếc là Alok thì không có trong cái sự kiện này. Mình biết là Alok nó là một cái nhân vật mà anh em quan tâm. Và thật sự là mình cũng rất là thích chơi Alok. Hiện tại thì mình vẫn đang xài con nhân vật Alok đây. Vâng, thì đối với cái chế độ xây và trượt này thì anh em thấy không ạ? Rất nhiều súng dây móc có thể là giúp cho anh em di chuyển nó nhanh hơn và ngầu hơn, phải nói là nhả tơ như người nhện. Thật ra thì mình có xem một cái bộ phim người nhện, tôi không nhớ là phần mấy nữa, nhưng mà đơn giản là người nhện thì lúc đầu ấy, khi mà anh ta mới tập nhả tơ ấy thì cũng cần một cái máy hỗ trợ ở tay ấy, thì thay vào đấy là chúng ta sẽ là một cái súng dây móc giúp cho anh em có thể là nhả tơ chẳng hạn, ví dụ thế, mình tạm gọi thế. Đơn giản là trong cái Free Fire thì cái súng dây móc này, cái dây của nó rất là nhỏ. Tôi có thể ví dụ nó như cái tơ nhện cũng được nhở. Rồi nha, anh em nào muốn làm Spider-Man nhá, anh em cứ vào xây và trượt mà chơi được chưa? Xây và trượt hiện tại thì nó đang mở cửa cả ngày nhá, mở cả ngày trong cái Free Fire nhá. Thì anh em vào cái chế độ mà chọn chế độ chơi ấy, nó sẽ có nhá. Ok chưa? Yes. Hôm nay thì nói thật với anh em là mình cũng hơi bị stress, là áp lực về công việc. Đơn giản là dạo này thì hầu như là mình làm việc hết công suất à. Ngày thì ra 2-3 video cho anh em, tối thì tranh thủ live stream nữa. Cơ bản thì cũng đang nghỉ dịch á. Mọi người hỏi mình là anh ơi anh có chạy xe không, thì đơn giản thôi anh em ơi, nghỉ dịch nên là tôi cũng không chạy xe ôm gì cả anh em ạ, được chưa ạ? Đó, và các bạn thì nên ở nhà. Đơn giản thôi, ở nhà thì anh em sẽ có phần bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương. Bởi vì là cái tình hình hiện tại thì ở nhà chơi game là sướng nhất rồi. Và tôi vẫn nhớ là cái kỳ nghỉ Tết năm nay là một cái kỳ nghỉ Tết dài đối với rất nhiều anh em nhá. Hầu như là nhiều bạn còn chưa phải đi học cơ. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng nếu mà dịch hết sớm thì mùa hè anh em lại phải đi học lại. Không sao, dẫu sao thì các bạn cũng đã có một kỳ nghỉ phải gọi là ui, nó dài vãi chưởng trong lịch sử đúng không? Anh em thấy không ạ? Yes. Và từ từ anh em ơi, let's go nhá. Từ từ mình sẽ đi kiếm người cá nhá. Đấy, bay cứ phải gọi là như người nhện. Hiện tại thì mình mới chỉnh cái độ nhạy iPhone của mình nó cao thêm tí, nên là thao tác nó chưa quen lắm. Thì từ từ sẽ quen thôi. Mình thì thi thoảng mình sẽ thay đổi cái độ nhạy, rồi là thay đổi một số nút bắn để tối ưu hóa cái trải nghiệm chơi game, làm sao để chơi game nó hay hơn và ra những cái video chất lượng hơn cho anh em xem. Thì đơn giản chỉ là như vậy thôi nhá. Ok, và đây mọi người ơi, hiện tại thì còn lại có 13 người chơi nữa. Tôi chẳng quan tâm lắm, quan trọng là tôi quan tâm đến chuyện bay nhảy thôi. Mày này, cái gì đấy? Mày này, đứng lại. Ui, làm sao đấy? Tao lại sợ quá cơ, xuống xe nhanh. Nó chạy kìa. Mày chạy này, cái gì đấy? Ui, gì đấy? Chạy này,
chạy đi đâu em? Từ 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 bạn. Rồi nha anh em, chờ tôi tí. Đấy, tôi bắn tơ như người nhện luôn. Leo nhà phải gọi là easy đúng không anh em? Một chế độ chơi rất là vui nhá. Anh em mà không chơi thì hơi bị phí. Nó lấy con xe mới nó chạy rồi. Thế nên là đâm ra là chúng ta không thể đuổi theo được nó. Chạy bộ mà anh em. Nhưng mà thôi nhá. Ok, thì đây let's go. Hiện tại trang bị mình đang sở hữu đấy là một cây Ska, một cây P90. Các bạn có hỏi là anh ơi sao anh không làm vlog cho bọn em xem thì như thế này. Nghỉ dịch mà mọi người thì các bạn nên ở nhà đi. Vlog thì thời gian sắp tới có thể là mình sẽ làm nhiều vlog hơn cho anh em xem. Đấy, cũng như là mình cũng khá stress, áp lực về công việc. Có thể là sắp tới mình sẽ có những cái chuyến du lịch bằng chiếc xe yêu dấu của mình, con xe mà mình đã tự bỏ tiền ra mua, Yamaha Z3 chẳng hạn. Đó. Và các bạn ơi, nếu như mà anh em muốn mình ra nhiều video hơn thì các bạn hãy like cũng như là xem những cái nội dung của mình nhá. Ngoài ra thì bạn nào mới xem ấy thì các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình thì ok, mình sẽ tích cực ra thật là nhiều những cái video chất lượng để cho mọi người coi hơn. Rồi nha, đấy là những cái chia sẻ của mình. Thật ra thì mỗi tối mình cũng có livestream ở bên NonoLive ID 4739760 nè. Ui, anh em rảnh anh em có thể ghé xem nhá. Mày này, ui, cái gì đấy? Ui dồi ôi. Thì mình nói với anh em rồi, cái súng dây móc này anh em là phải chơi cẩn thận nhá. Bạn nào chơi ngáo ngáo là sẽ có kết cục gọi là sanh hộ như thanh niên này thôi. Vâng, và chúng ta đang có rất là nhiều những cái trái bom gạch nhá. Đấy, tôi thì hôm nay không phải là một video xây tháp, bởi vì là mình cũng đã lên video xây tháp các kiểu trong mấy ngày qua rồi. Hôm nay là sẽ cố gắng sống dài nhất có thể trong cái chế độ xây và trượt. Ây, mình có thể nói rằng đây là một chế độ đáng chơi nhất phiên bản OB21 luôn, được chưa ạ? Thật sự luôn đấy. Và thường là nhá, chế độ này nhá, nó sẽ rất là ít mở cửa nhá. Đợt này thì bên Free Fire mở lại cho anh em chơi nhá. Được chưa ạ? Lên biển quảng cáo đây. Đấy, ui anh em bay nhảy kiểu gì cũng được à. Anh em thấy hay không ạ? Yes, let's go. Cực kỳ đơn giản đúng không nào? Ok, thì mình có thể là bay lên chòi này, xong là bay sang cái cây này. Đấy. Rồi là anh em có thể là nhả mấy cái tơ anh em nhả xuống đất. Ui, mày này ở trên à? Yes. Thế này ở trên. Ok, thì tí nữa tôi cũng sẽ thực hiện cái màn leo nóc xưởng cho anh em coi. Yo, các bạn thấy không ạ? Lên trên này đơn giản à, và trên này có một cái góc cam vô cùng là tốt luôn nhá. Có một điều duy nhất là mình không thể ai thôi, chứ còn là góc cam trên này hơi tốt nhá. Ui, vãi, ngáo thế anh em, nhảy. Và đấy là nhấn kiểu thế nào tôi lại nhảy xuống này, toang 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 mọi người ạ. Ok nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Và các bạn nhớ nhấn chuông để nhận thông báo khi mà Kẹo đăng video mới nhất nhá. Yes. Một số anh em bảo là lâu lắm anh mới ra video. Thật ra thì mình đăng video hàng ngày mà có thể là anh em không nhấn thông báo cho kênh ấy. Đây, từ từ các bạn nhá. Đó, lên trên này. Khá đơn giản đúng không? Ui, ui, đơn giản đâu, tạch lô rồi. Từ từ anh em ơi, tôi sẽ thực hiện lại. Thế này tuyệt lô rồi. Cột máu đã. Không phải rớt xuống dưới cái nữa là thôi xong tôi đai sớm ấy. Lên này. Yes. Một vị trí khá là cao và phải nói là ê, thú vị phết anh em nhờ. Chế độ save và trượt nhá. Anh em rảnh anh em ghé Free Fire anh em chơi. Đó. Thì ở trên này phải nói là góc cam cao nhất trong xưởng cơ khí luôn. Thật sự là thú vị mọi người ạ. Ok. Và tôi có thể ngồi đây quan sát này. Thằng nào chạy ở dưới cái thấy ngay luôn anh em nhá. Yes, và bay qua chỗ kia thì nó lại xa quá. Thế mình nghĩ là tạm thời. Tạm thời thì mình sẽ xuống dưới trước đi. Ok, xuống dây móc này. Yo, xuống dưới đây. Xong mình sẽ lại bay lại qua chỗ vừa nãy. Mình thấy là ngồi cam phía trước như thế nó có vẻ là sẽ ổn hơn, nó sẽ ok hơn nhở. Yes, lên tạm chỗ này. Không biết là khoảng cách nó có đủ tới không anh em nhở. Mà chỗ này xa quá, hình như là không tới rồi. Trời ạ. À. không tới. Anh em chờ tôi xíu nha. Dạ, chúng ta lên trên. Đấy. Từ tôi xem như nào. Tôi xây cái bom gạch này. Yes. Từ anh em ơi. Lên nhá. Thì nó phải hiện tâm cơ, anh em mới leo lên được. Không biết là tầm này đủ sang được chưa nhỉ. Chắc là mình xây cao thêm xíu nữa đi. Mình có thể sang chỗ kia mình chơi vậy. Thì chế độ xây và trượt này anh em hình như là tôi nhớ là các bạn có thể là chơi team squad được nhá. Squad thì anh em rảnh vào gọi là vào cùng đồng đội xây nhà chẳng hạn này.
Tôi nhớ là khi mà các bạn xây một cái số lượng bom gạch nhất định thì những cái bom gạch các bạn xây trước đó nó sẽ bị nổ đi ấy. Thế nên là anh em cứ rủ đồng đội vào xây nhà trong game thì nó có phải là một cái sự lựa chọn hay không? Đúng không? Khá thú vị nhá. Ok, hiện tại thì mình đang ngồi đây canh. Thật ra thì leo trèo lên đây kiểu ngắm cảnh thế thôi, chứ còn là ở trên như thế này thì kiếm người nó cũng khá là khó khăn đấy. Dành cho những anh em nào mà thích núp thôi, còn tôi thì tôi cứ thích công địch nên là tôi sẽ tiếp tục đến với cái cuộc hành trình của mình, là sẽ lại tiếp tục săn mạ thôi. Khi mà các bạn dùng cái súng dây móc, anh em nhảy từ trên cao xuống dưới thì anh em sẽ chẳng mất tí máu nào cả đấy, và các bạn có thể di chuyển nhanh theo cách mà mình đang di chuyển nhanh, khá thú vị đúng không nào. Ok, lượm thình cá nhá, xem là thình có gì này anh em này. Uầy, đây, tôi hay thấy anh em làm cái trò này, sau đấy là chụp ảnh màn hình lại, và thật ra thì mình cũng đú đởn tí nhở. Đấy, ngồi trong thính chơi chơi vậy. Ok nha các bạn. Yes, được rồi, let's go now. À, hình như là trên có người nhá. Ui, thấy chúng nó bắn nhau kinh thế. Từ từ mấy bạn ơi, bắn nhau kinh thế nhở, tôi sợ công quá. Ok, tôi lại sợ công quá đấy. Ui, nó né nhanh quá mọi người ơi. Thằng này nó né nhanh quá à. Ui, từ từ anh ơi, từ từ em lên trên này. Ui, giá thế còn 19 máu này. Ui, anh đừng anh. À, may nhá. Anh em thấy không ạ? Các bạn xây dựng những cái bom gạch thế này nhá, nó cực kỳ là kín luôn. Ê, thú vị không? Các bạn công nhận thú vị không? Thật sự là khá là vui, chế độ này chơi game rất vui nhá. Mình sẽ lên trên cái. Ui, cái này ở khoảng cách nó gần quá, mình không thể lên được. Nên là đôi khi anh em xây cái bom gạch nó xa ra một xíu nhá, để các bạn có thể là dùng cái súng dây móc. Nó hiện tâm thì anh em leo lên trên vô cùng đơn giản đúng không nào? Từ anh em ạ, thằng kia đúng không? Mày ra đây. Ui dồi ôi, anh sợ chị quá. Anh lại sợ chị quá cơ. Thế làm sao? Đây, làm sao để em? ok mọi người, xem nào. À đây rồi. Ôi dồi, anh ơi, sao anh lại như thế này? Sao anh tự sát thế? Ui, em thương anh quá. Yes, và hiện tại trong trận đấu này tính cả mình nữa chỉ còn lại có 3 người chơi thôi. Cố gắng sống sai anh em nhá. Nào, let's go. Phía dưới này không biết có ai không ta? À, ở trên này. Ở trên còn người này. Rồi nhá, bình tĩnh bạn ơi. Đâu rồi. Ui, à đúp à? Hình như là thanh niên chơi đúp anh em ạ. Ui, sợ nhỉ. Sợ thế. Từ từ tôi leo trên cái nhá. Leo lên trên cái này. Yes. Ui vãi, bắn kinh thế. Trời ơi, đang tính leo trên để quan sát tốt hơn mà. Thôi toang rồi. Yes, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.